Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Lùng sương rời heo mây, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím răng sau đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tới, làn sương chiều tu lá rơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lư thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng sát sơ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, mà sương chiều rơi ngắt nghiu, gió xa đưa nhẹ tiếng yêu. Nhớ ai chiều thu, nhìn bao lá úa rơi đầy lối, nhẹ rung tà áo, làn môi cười thắm tựa cánh hoa đào. Cách xa vì đâu, dù bao lần lá hoa phai màu, dung chi cành hoa lá khi tà dương đã khuất non xa. Màu chiều thu gieo lá úa, buồn xe sắc nhớ thu xưa, tôi biết em chiều gió mưa. Người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu bay xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi nón xa, chiều thu răng lưỡi cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chứa chan. Mà bóng chiều phai vì đâu, mờ xóa tình quen biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn đau. Chiều thu bay xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi nón xa, chiều thu răng lưỡi cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chứa chan.
mà bóng chiều phải đi đâu, mà xóa tình quen biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn đau. Mà bóng chiều phải vì đâu, mà xóa tình quen biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn đau. Thời gian đi quá nhanh, mới hôm nào tôi còn đi đứng một mình hùng dũng, mà hôm nay phải có cô Kỳ Duyên dìu tôi mới xuống nổi mấy cái bậc cầu thang này. Nhưng mà năm tới tôi đoán là phải có hai cô áp giải hai bên tôi mới đi nổi. Vâng, quý vị thấy anh Ngạn đưa Kỳ Duyên xuống có vẻ là ga lăng lắm, nhưng mà thật sự ra là phải viện Kỳ Duyên đi xuống. Mà tôi thì quý vị nhìn thấy cái áo dài như thế này, tôi cứ sợ cô ấy vấp té rồi tôi cũng dập mặt theo. Thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi mang tựa đề là Thu Ca của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, qua phần trình diễn tango rất ngoạn mục của nam ca sĩ Nguyễn Hưng, đã mở đầu chương trình Thúy Nga Paris by Night số 70. Xin cảm ơn anh Nguyễn Hưng. Thank you dancers. Thưa quý vị, có một cái mối dây liên hệ mật thiết giữa người nhạc sĩ sáng tác và người nghệ sĩ trình diễn. Thưa quý vị, là chúng ta thấy rằng là nếu không có một bài hát hay thì người ca sĩ khó có thể tạo nên tên tuổi. Nhưng mà ngược lại, một người làm ra một bản nhạc hay mà không có người ca sĩ phổ biến cái bản nhạc đó đến quần chúng thì cũng không ai biết. Thành thử ra nó có một cái mối tương quan gắn bó mà chúng ta phải nói rằng vô cùng mật thiết giữa người nghệ sĩ trình diễn cũng như là người nhạc sĩ sáng tác. Tuy nhiên, bởi vì người nghệ sĩ trình diễn thì quý vị thường thấy trên màn ảnh, thường thấy trên sân khấu, do đó đại đa số khán giả chỉ biết người ca sĩ mà không biết đến cái sự miệt mài của những người ngồi sau bàn viết, ngồi sau phím đàn để cống hiến cho đời những nhạc phẩm có thể lưu lại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chính vì thế cho nên Trung tâm Thúy Nga từ trước đến nay đã lần lượt trình làng rất nhiều nhạc sĩ sáng tác để gặp gỡ quý vị khán giả, để quý vị biết được những người nhạc sĩ đó về cuộc sống, về công trình như thế nào. Chẳng hạn như khởi đầu từ Phạm Duy, Lam Phương, Ngô Thụy Miên, Văn Phụng, Đức Huy, Hoàng Thi Thơ, Tuấn Khanh, Vũ Thành An, Từ Công Phụng và mới đây là Trần Trịnh và Nhật Ngân. Không những là quý vị khán giả gặp gỡ và thấy thân quen những nhạc sĩ đó trên màn ảnh, trong phòng khách của chúng ta, mà đôi khi chúng ta còn muốn tò mò, muốn biết những giai thoại về cuộc sống văn nghệ và đôi khi là một chút riêng tư của đời sống tình cảm của mỗi người. Vâng, và thưa quý vị, cũng trong cái chiều hướng đó, hôm nay Thúy Nga xin vinh danh ba nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, nhạc sĩ Lê Dinh và nhạc sĩ Trường Sa. Nhạc phẩm mở đầu vừa rồi Thu Ca, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã viết vào năm 1953. Ông vốn sinh trưởng ở Huế, nhưng ông ra Hà Nội để học sư phạm. Và có lẽ vì cái nét quyến rũ của Hà Nội đã khiến cho ông sáng tác lên nhạc phẩm Thu Ca. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này cũng được ông dùng để làm cái nhạc hiệu hoặc nhạc nền cho chương trình radio và đài truyền hình của Phạm Mạnh Cương trước đây. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông nữa, đó là nhạc phẩm Thung Lũng Hồng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Gọi
gọi gió lên thung lũng hồng, mây trôi bềnh bồng. Hạt nắng lung linh tím dần, mong manh thu vàng. Còn đâu em yêu dỗi hờn, lòng lanh lẹ buồn. Còn đâu sương vây kín đầy, cho tình ngất ngây. Trôi câu thề tìm mãi trên thung lũng hồng, hương yêu ngọt ngào. Người ơi cho ta suốt đời một mình lẻ loi. Xin kính chào quý vị và xin cảm ơn quý vị đã dành cho tác giả nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương bài hát cũng như Khánh Ly một cảm tình rất là nồng hậu. Bây giờ thì Khánh Ly xin phép quý vị để được hầu chuyện cùng nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.
Vâng, xin mời Khánh Thi. Thưa quý vị, tôi có cái hình này, tôi phải khoe với quý vị và khoe với Khánh Ly. Quý vị nhìn trên màn ảnh, cái hình này chụp có lẽ là không biết là lúc Khánh Ly bao nhiêu tuổi, nhưng mà tôi nhìn kỹ thì tôi thấy là trẻ hơn bây giờ. Nhưng mà phải nói như thế này, trở lại về cái bài hát Thung Lũng Hồng vừa rồi, tôi chắc chắn là quý vị cũng giống như tôi, là nghe lại một cái bài tình ca nó đã xa xưa mà mình vẫn thấy đầy cái xúc động ở trong lòng, bởi vì nó đưa lại cho chúng ta biết bao nhiêu kỷ niệm lần đầu khi chúng tôi mở cuốn băng hoặc là cái đĩa 45 tour thời đó ở Sài Gòn. Kính thưa quý vị và thưa anh Ngạn, kỷ niệm thì lúc nào cũng đẹp, và chúng ta cần phải trân trọng những kỷ niệm dù là vui hay là buồn trong đời sống. Có thể cái kỷ niệm này đối với anh làm anh xúc động một, nhưng mà lại làm cho Khánh Ly xúc động tới 10, là bởi vì bài hát này lại chính là cái bài hát mà Khánh Ly được nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương giao cho thu băng đầu tiên trong cái nghiệp dĩ đi hát. Vừa lúc mà Khánh Ly rời Đà Lạt để xuống Sài Gòn thì nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương tình cờ đến sân cỏ nghe Khánh Ly hát. Và đến sân cỏ nghe Khánh Ly, sân cỏ là chỗ đá bóng, và đến sân cỏ nghe hát, tức là chắc là Khánh Ly muốn nói là sân trường Đại học Văn Khoa lúc đó. Dạ thưa vâng, để hát cho các anh sinh viên. Sinh viên, vâng. Dạ cũng bằng đúng, tuổi tôi, anh. Tôi còn nhớ. Vâng. Và thưa quý vị, là nhất là Thung Lũng Hồng là viết về Đà Lạt. Dạ, mà vâng. Khánh Ly vừa Đà Lạt về, do đó cho chúng tôi muốn nhắc lại cái kỷ niệm đó. Và cũng từ bài này. Cũng từ bài hát này, sau đó thì Khánh Ly được các hãng dĩa để ý đến và mời thâu tiếp. Và anh Phạm Mạnh Cương đã cho phép Khánh Ly là được gia nhập trong cái trung tâm phát hành băng nhạc của anh. Là trung tâm Tú Quỳnh. Dạ vâng. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị nào mà ở là thế hệ của Khánh Ly hay là chúng tôi thì chắc hẳn còn nhớ là anh Phạm Mạnh Cương là có chương trình radio và chương trình truyền hình, lúc đầu là có tên là Hoa Thời Đại, sau này là chương trình Phạm Mạnh Cương. Và quý vị nếu còn nhớ thì chắc chắn là Khánh Ly cũng có mặt thường xuyên trong chương trình đó. Thưa Khánh Ly, là nghệ sĩ thì có một cái đời sống riêng, chúng ta gọi là nó hơi phóng khoáng một chút. Thì anh Phạm Mạnh Cương lại là một nhà giáo. Thế thì trong cái việc mà giao thiệp giữa Khánh Ly với biết bao nhiêu là nhạc sĩ, thì với riêng anh Phạm Mạnh Cương có cái gì khác không? Thưa quý khán giả và thưa anh Ngạn, thực sự đó thì trong giới nghệ sĩ chúng tôi cũng có cái quy củ, cái tôn ti trật tự, người trên người dưới, có đàn anh, có các em và có các bậc chú bác nữa. Cho nên nhất là đối với nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, ông lại là một nhà giáo, cho nên ông rất là nghiêm túc trong công việc, và ông rất là dịu dàng, chỉ bảo tận tình cho chúng tôi. Chứ ông không dùng cái tên tuổi của ông để mà bắt nạt. Xin cảm ơn Khánh Ly rất nhiều. Bản này của tôi và còn đừng có lấy. Không được. Nếu mà anh lấy cái hình này đó thì có nghĩa là tôi phải hỏi ý chị, tại vì có một yêu người thì mới lấy hình. Vâng. Thưa quý vị, đôi khi có những người mình không yêu nhưng mà mình vẫn ngắm cái hình được. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn Khánh Ly một lần nữa đã phát biểu cảm tưởng và kỷ niệm với nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Và cái tác phong nhà giáo, cái tâm tư rất trong sáng của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thể hiện ngay qua nhạc phẩm kế tiếp. Mời quý vị thưởng thức Thương Hoài Ngàn Năm. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Diễm Hạnh. Thank you.
ngăn cách rồi cũng sum vầy, mây bay bay hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu, ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm mộng. Chúng ta thường nghe câu ca dao là tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Nhưng mà quý vị thấy, như chúng tôi vừa thưa quý vị là cái lời nó trong sáng của anh Phạm Mạnh Cương, là trong đó quý vị nhớ những câu là tình đầu là tình cuối người ơi. Nghĩa là lúc nào anh cũng trân trọng cái cuộc tình và mong cho nó bền vững mãi mãi. Thưa quý vị, sau nhạc phẩm Thu Ca với Nguyễn Hưng, Thung Lũng Hồng với Khánh Ly và Thương Hoài Ngàn Năm với Phương Diễm Hạnh của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị cùng chúng tôi chào đón tác giả Phạm Mạnh Cương. Thưa
Xin kính chào quý khán thính giả. Mến chào anh Nguyễn Ngọc Càng. Dạ vâng, xin chào anh. Thưa anh đến Paris lần này là lần thứ mấy anh? Dạ, thưa anh Ngàn, đây là lần thứ hai. Dạ, lần đầu là cách đây cũng khá lâu rồi, là vào năm 1970. Tôi được đi tu nghiệp do Phủ Quốc vụ Khanh đặc trách văn hóa gửi chúng tôi đi. À, tức là anh có tu nghiệp đây trước năm 75. Dạ. Nhưng mà từ ngày ra hải ngoại thì đây là lần đầu tiên anh đến Paris. Lần đầu tiên đến Paris. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi cũng phải xin phép anh Phạm Bình Cương một phút để thưa quý vị như này. Cả ba nhạc sĩ đều ở Canada. Nhưng mà nước Canada chúng tôi có 10 tỉnh với lại hai cái khu vực đặc biệt. Thì trong 10 tỉnh đó chỉ còn có một tỉnh duy nhất. Như ở bên Mỹ người ta gọi là state, tức là tiểu bang. Ở bên Canada thì gọi là province, tức là giống như tỉnh vậy, nhưng mà chúng ta dịch là tỉnh bang. Thì chỉ còn có một cái tỉnh bang duy nhất, tức là Quebec, là vùng nói tiếng Pháp mà thôi. Mà anh Phạm Mạnh Cương thì là anh định cư ở Montreal, tức là thành phố lớn nhất của Quebec. Mà quý vị biết là anh Phạm Mạnh Cương thì học tiếng Pháp từ nhỏ, rồi anh lại học đại học sư phạm Ban Chiết, rồi anh lại đi tu nghiệp ở Paris, và anh lại định cư gần 30 năm nay ở vùng nói tiếng Pháp. Thành từ khi anh trở về Paris thì cũng như về nhà anh, chứ có gì lạ đâu, phải không anh? Dạ, vâng. Thì thưa quý vị, bây giờ thì để trở vào với lại cái câu hỏi, thưa anh, cái thời đó anh học nhạc như thế nào anh? Cái quá trình học nhạc của anh nó có vất vả không anh? Dạ, thưa anh Ngàn, hồi cái thời kỳ chúng tôi chưa có trường quốc gia âm nhạc, cho nên chúng tôi tự học lấy nhạc. Rồi chúng tôi cũng có học những cái lớp gọi là lớp hàm thù đó. Dạ vâng. Tôi có học tại lớp hàm thù về nhạc lý cũng như hòa âm tại Paris đây ạ. À vâng. Vâng. Thưa anh, xin ngắt lời anh để mời anh nhìn cái hình anh cái thời anh đi học nhạc, anh đâu có thấy khác như bây giờ phải không anh? Không thấy khác bao nhiêu. Nó chỉ có cái là cái nét nó phong trần hơn chút, nhưng mà tôi cũng có biết coi tướng sơ sơ thì tôi thấy cái cặp mắt của anh vẫn hiền lành như bây giờ. Thưa anh, vâng ạ, đúng như thế, là vì thưa quý vị, đã có lần mà trước đây chúng tôi phỏng vấn các nhạc sĩ thì đều nói đến cái khó khăn về việc học nhạc ngày xưa, là tại vì thứ nhất là nó có ba yếu tố. Thứ nhất là không có trường. Cái thứ hai nữa là đa số là người Việt Nam lúc đó chúng ta nghèo. Và cái thứ ba là cha mẹ không khuyến khích. Thành thử ra cả ba cái đó thì nghệ sĩ làm sao khuyến khích được. Chính các nghệ sĩ như các anh này đều viết ra những bản nhạc như thể là đời nghệ sĩ lăn lóc gió sương. Thí dụ kiểu như vậy đó, làm cho cha mẹ mình cảm thấy cái nghề đó không có chắc ăn. Thưa anh, tôi biết là cái bài Thu Ca đó, thì anh viết là cái lúc mà anh ra Hà Nội, có phải không anh? Dạ vâng. Thì lúc đó là anh ở Huế mà coi như là du học Hà Nội. Dạ vâng. Dạ, du học Hà Nội. Dạ. Và thưa anh, thích cái bài nào là bài đầu tay của anh? Dạ thưa, bài Mãi Trường Xưa, làm năm 1951, lúc tôi đang còn học bậc trung học ở Huế. Ở Huế. Trường Khải Định. Dạ vâng. Thưa anh, hôm nay để lát nữa thì sẽ được hầu chuyện anh tiếp. Hôm nay được đón mừng anh ở trên sân khấu Paris by Night. Tôi lần đầu tiên được xin phép cho Trung tâm Thứ Nga cũng như là anh chị em nghệ sĩ chào mừng anh. Và bây giờ tôi xin ngắt lời anh ở đây để mời quý vị thưởng thức tiếp một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, Mắt Lệ Cho Người Tình. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Khánh Hà. Trong bóng đêm
ban đầu vắng tiếng kinh chiều cầu cho tình ơi. Rồi đây anh nhìn ngàn gió phiêu du từ đó biết đâu hẹn hò. Rồi đây em phương trời cũ quê hương tình ai còn vương mắt lệ. Tình yêu mong manh là thế, xa xôi là thế, tình buồn tình yêu thương đau từ đây giữ ấm còn đây lệ trong mắt ai. Chúng tôi đã trình với quý vị, nhạc sĩ Phạm Minh Cương vốn sinh ở Huế và sau này ông mới ra Hà Nội, nên chúng ta không ngạc nhiên khi ông đã sáng tác ra một nhạc phẩm mà chúng tôi sắp giới thiệu đến quý vị mang tựa đề Dã Từ Cố Đô. Nhưng mà trước khi gửi đến quý vị nhạc phẩm đó thì em có một câu hỏi em muốn hỏi anh. Cố Đô có nghĩa là kinh đô, người Mỹ gọi là capital là hoặc là thủ đô của một nước. Thì theo em biết là người ta cũng gọi Hà Nội là cố đô và gọi Huế cũng là cố đô. Vậy tại sao hai nơi đều là cố đô vậy anh? Tại vì cả hai nơi nó đều là cố đô cô. Thưa quý vị, ngày trước thì nước Việt Nam chúng ta, như chúng tôi có lần thưa quý vị là nó từ Thanh Nghệ Tĩnh trở ra. Thì kinh đô thì nó ở nhiều nơi, Hoa Lư chẳng hạn. Nhưng mà sau này từ đời Lý thì lấy thành Đại La, tức là Thăng Long, tức là Hà Nội, để làm kinh đô của nước Việt Nam. Nhưng mà từ triều Nguyễn, khi mà vua Gia Long thống nhất đất nước, thì triều Nguyễn của vua Gia Long
chọn Huế, tức là Phú Xuân, để làm kinh đô của triều Nguyễn. Thì cái lúc mà kinh đô của nhà Nguyễn bắt đầu vào tới Huế thì Thăng Long, tức là Hà Nội, từ lúc đó nó đã thành cố đô rồi, bởi vì nó không còn là kinh đô hiện tại nữa mà nó là kinh đô cũ. Thế rồi khi mà vua Gia Long triều Nguyễn đặt kinh đô tại Huế để cho nó tiện, bởi vì nó nằm giữa nước Việt Nam, bởi vì ngày xưa nước Việt Nam chỉ tới Thanh Nghệ Tĩnh, nhưng mà sau này đó thì nhà Nguyễn mở rộng xuống, lấy một cái phần đất ở giữa là của Chiêm Thành, và lấy cái phần đất ở phía cuối này là của Campuchia, của Chân Lạp, thì làm thành cái giải đất hình chữ S. Thì đương nhiên kinh đô nằm ở giữa nước Việt Nam là Huế, cho nó tiện cái việc liên lạc cho cả hai bên. Vì vậy cho nên là đối với chúng ta sau này thì Huế cũng là cố đô, mà Hà Nội, tức là Thăng Long, cũng là cố đô. Nhưng mà dĩ nhiên trong nhạc phẩm này đó, là anh Phạm Mạnh Cương sau khi đậu tú tài thì anh không có trường đại học ở Huế, cho nên anh phải du học ở ngoài Hà Nội. Cho nên là anh giã từ cố đô đây, cố đô đây chính là xứ Huế của anh. Anh vậy chứ bây giờ thì thủ đô của nước Việt Nam mình là đâu anh? Thủ đô nước Việt Nam giờ Bôn Sa, Little Sài Gòn bên Mỹ đó cô. Vâng, thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Giã từ cố đô qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Thank you.
nơi tân xưa để nghe những lời tiếng vọng về cố đô để tìm bóng người tình xưa. Để nghe thưa anh, trước hết Kỳ Duyên phải nói rằng là nếu mà so về vấn đề tuổi tác thì ở ngoài mà gặp nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thì Kỳ Duyên phải gọi là thưa chú. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa với quý vị là trong cái đại gia đình nghệ sĩ thì ai cũng là anh em cả. Vì nghệ sĩ là không bao giờ già, thành ra chúng tôi không bao giờ gọi bằng chú hoặc bằng bác cả. Và lại quý vị thấy không, anh Phạm Mạnh Cương còn trẻ hơn anh Ngạn nhiều, mà chả lẽ Duyên gọi anh Ngạn bằng anh mà gọi là gọi nhạc sĩ bằng chú. Thành ra xin phép chào anh. Thưa anh, em chưa bao giờ ra xứ Huế, nhưng mà nghe cái nhạc phẩm vừa rồi em đã cảm thấy rất là cảm động. Và em muốn hỏi anh là anh sinh trưởng ở Huế, anh đi học ở Hà Nội và anh sống ở Sài Gòn, thì Huế còn mang lại cho anh một cái kỷ niệm nào đẹp không? Vâng, mình chào cô Kỳ Duyên. Tôi sinh trưởng ở Huế, học từ bậc tiểu học cho đến trung học đều ở Huế. Cho nên đối với tôi, Huế cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Huế đã ươm cho tôi, ướp cho tôi chất thơ, chất mộng mà sau này tôi có dịp tôi đem vào trong âm nhạc. Và có lẽ nói đến Huế thì cái buồn nhất của Huế là những cái mùa lũ lụt. Vâng, trời đầy cơn lụt mỗi năm đó. Vâng. Và tôi cũng nhớ rằng trước khi mà năm 1953, trước khi tôi ra Hà Nội học, thì là một trận lụt rất lớn tại Huế. Vâng. Vâng, thưa anh, ngay cả bây giờ ở hải ngoại, hàng năm thì các anh chị em nghệ sĩ cũng có làm những cái chương trình gây quỹ để giúp đồng bào bão lụt ở Việt Nam. Hiện giờ vẫn còn những cơn bão lụt đó. Ngoài ra, em qua bên này rất nhỏ, nhưng mà em có nghe cô Thúy Nga của Trung tâm Thúy Nga kể lại là trước đây trung tâm của anh là trung tâm Tú Quỳnh, cùng ở trong một thương xá mà ở dưới lầu của trung tâm Thúy Nga. Và em nghe nói là cái băng mà bán chạy nhất của trung tâm Tú Quỳnh là cũng là cái băng tình ca xứ Huế, phải không anh? Dạ vâng. Vâng, thưa anh, thì anh vừa là nhà giáo, anh lại vừa là nhạc sĩ, lại vừa là một nhà sản xuất, thì em thấy hai cái nghề đó nó đi ngược lại với nhau. Tại vì như là em có một lần nói chuyện với anh, đó là thường thường bố mẹ mình không có khuyến khích cho mình đi vào cái nghề nghệ sĩ, tại vì thấy nó bấp bênh, hay là nói đúng ra là không có làm tiền nhiều. Thì bây giờ em hỏi anh là cái nghề thầy giáo của anh với cái nghề văn nghệ của anh trước 75 thì cái nghề nào mang lại cho anh nhiều lợi tức hơn? Cái nghề nhà giáo thì vốn là một cái nghề khi nào cũng là khiêm nhường, khiêm tốn. Ngay cả đồng lương cũng khiêm nhường và khiêm tốn. Cho nên hồi đó thì anh sống nhiều về cái nghề mà sản xuất băng nhạc với cái nhãn hiệu Tú Quỳnh. Thế còn bây giờ sang hải ngoại thì cái sinh hoạt hoạt động của anh ngoài hải ngoại là anh đang làm gì bây giờ? Anh còn dính dáng tới văn nghệ hay không? Vâng, ra hải ngoại thì rời xa bục giảng, rời xa bảng đen phấn trắng, thì chỉ còn lại một cái nghề tay trái mà vốn ở Sài Gòn đó, là nghề nhạc. Và hiện bây giờ thì anh vẫn theo sống nghề nhạc ở Montreal. Anh có một phong trà Đêm Màu Hồng. Và băng nhạc cũng là băng nhạc trong gia đình của anh. Và ngoài ra thì anh đứng làm chủ trương biên tập một tờ báo về văn nghệ, điện ảnh và phụ nữ. Đó là báo Thẩm Mỹ, đã được 9 năm rồi. Có nghĩa là cuộc đời của anh lúc nào cũng dính liền với văn nghệ. Dạ, mà như là em thấy là từ Việt Nam sang tới đây vẫn văn nghệ, thì em thấy cái ngành văn nghệ của anh hình như nó là ngành tay phải hơn là ngành tay trái.
Vậy còn một câu hỏi này nữa, anh đã từng sống trong ba miền, vậy thì anh thích con gái miền nào nhất và tại sao? Câu hỏi này thật là khó trả lời. Bởi vì anh đã đi nhiều miền, miền sinh trưởng miền Huế, ra học miền Bắc, và khi dạy học thì miền Nam. Mỗi cô gái ở mỗi miền đều có những cái duyên dáng riêng. Duyên Nam, duyên Bắc, duyên Trung. Nói vậy là anh thích cả ba miền. Vâng, và cái nhạc phẩm kế tiếp, nhạc phẩm như một khúc nhạc buồn. Anh có thể nói sơ cho khán giả biết anh làm sao anh sáng tác bài đó và anh có một cái tâm sự gì đi sau lưng bài đó không? Bài như một khúc nhạc buồn tôi sáng tác tại hải ngoại vào năm 1980. Thì bài đó cũng là một bài nhạc tình thôi. Trong đó cũng có một cái bóng hồng. Mà nói đến nhạc tình thì bài nào cũng có bóng hồng hết. Nhưng mà riêng anh thì không có nhiều bóng hồng như vậy đâu. Không phải là bài nào là hệ một bóng hồng trong bài là một bóng hồng ngoài đời đâu. Vâng. Em biết có nhiều nhạc sĩ viết tới 200 bài lận phải không anh? Vâng, vậy một lát nữa đây chúng tôi sẽ chuyển tiếp với nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm như một khúc nhạc buồn qua tiếng hát của nam ca sĩ Don Hồ. Cùng đàn gợi ý sầu như
còn có ngày về, nhắc chi lại những câu thề khi dòng đời đã biết ly. Hẹn nhau kiếp sau xin lại nối tình đầu, thời gian sẽ trôi rồi em sẽ lãng quên. Nay thì đã lớn như một điệu nhạc buồn, anh ôm mối tình lặng lẽ trọn kiếp này. Nay thì đã lớn như một điệu nhạc buồn, anh ôm mối tình lặng lẽ trọn kiếp này. Thưa quý vị, nhân mà nói đến cái sự khó khăn của các nhạc sĩ buổi ban đầu mà học nhạc, thì chúng tôi muốn khai triển nó rộng ra một chút để thấy rằng là trên thế giới này, những nhạc sĩ mà thuộc hàng thiên tài, những nhạc sĩ mà nổi tiếng quốc tế cũng đã có nhiều cái khó khăn, chứ không phải là riêng nhạc sĩ Việt Nam chúng ta. Chẳng hạn một người ai cũng biết là Mozart, mà chúng ta thường gọi là Amadeus. Nhưng mà thưa quý vị, là vì chúng ta gọi tắt là nhạc sĩ Mozart, tức là nhạc sĩ cổ điển mà thiên tài chúng ta biết, nhưng mà tên thật của ông thì nó dài lắm, cho nên là cô Kỳ Duyên cô ấy dáng nhớ mà nhớ không nổi, cô ấy phải ăn gian là cô ấy mượn tờ giấy này, cô ấy đọc cái tên thật, xin quý vị nhớ dùm. Vâng, thưa quý vị, Kỳ Duyên không phải là một nhạc sĩ về học nhạc cổ điển, thành ra chắc chắn là Kỳ Duyên không đọc đúng tên của ông đâu. Thành ra nếu mà quý vị có đọc sai xin quý vị tha thứ. Nguyên tên của ông là Johann Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Trời, tên dài quá, cũng giống như là tên của anh Ngạn là Công Tần Tôn Nữ Nguyễn Ngọc Ngạn, không anh? Thưa quý vị, là Mozart thì sinh là người nước Áo, quý vị đã biết. 5 tuổi thì cậu bé đó đã được đưa đi trình diễn một cái tour khắp Âu Châu, và là người mà đã vào hoàng cung của vua Louis thứ 16, và là cái người mà được bà hoàng hậu Marie Antoinette là vỗ vai. Marie Antoinette thì ở Paris quý vị đã biết rồi, là người mà cách mạng Pháp 1789 đã chặt đầu. Thì thưa quý vị, là sau khi mà bà hoàng hậu bà ấy vỗ vai, bà ấy khen Mozart, thì cậu bé đã trở thành nổi tiếng và được các nhà quý tộc mời đến trình diễn và cho rất là nhiều tiền. Và từ đó thì ngay từ khi 5-6 tuổi thì cậu bé Mozart đó đã trở thành cột trụ kinh tế của gia đình Mozart. Thì thưa quý vị, là sau khi mà nghe tiếng là Mozart là người trẻ tuổi mà mang lại tiền bạc nhiều như vậy, thì có một nhạc sĩ thứ hai mà chắc chắn quý vị cũng biết, đó là ông Beethoven. Beethoven. Thưa quý vị, là nhạc sĩ Beethoven đó, thì phát triển chậm hơn, cũng là một thiên tài, nhưng mà phát triển chậm hơn Mozart. Nhưng mà bởi vì rằng là cha mẹ thấy rằng là Mozart mới 6-7 tuổi đã mang lại bao nhiêu tiền, cho nên là ông bố ông ấy ép cậu bé Beethoven phải học đàn càng nhanh càng tốt. Thì mỗi lần mà cậu bé đã đánh piano mà sai một nốt thì ông bố ông tát. Ông tát mạnh quá, ông ấy đánh và ông tát mạnh quá, và cậu này vì nghĩa là càng hồi hộp càng lo sợ thì đánh nó đàn nó càng sai, mà mỗi lần sai bố tát nhiều quá, cho nên là lớn lên thì là Beethoven bị điếc. Một lần đầu tát một bên tai thì nó điếc, về sau đánh cả hai bên thì đứa con điếc. Cho nên khi mà trở thành một nhạc sư đã viết bao nhiêu bài nhạc vĩ đại, nhưng mà chính Beethoven không còn nghe được những nhạc phẩm mà do chính mình sáng tác nữa. Thì tôi nghĩ rằng là các nhạc sĩ của chúng ta tuy là vất vả thật, là phải tự học hàm thụ, phải tự tìm thầy mà học,
Nhưng mà chắc là cũng không có đến nỗi mà ông nào bị tát cả, đến nỗi mà điếc tai, tại vì ông nào tôi nói chuyện thì ta cũng còn thính lắm, nhưng chưa đến nỗi nào cả. Thì thưa quý vị, là trong cái chủ đề mà trình bày về vấn đề nhạc như vậy, thì chúng tôi muốn mở rộng cái đề tài để thưa với quý vị là cái âm nhạc của thế giới nó cũng đã qua bao nhiêu những thăng trầm, những thiên tài gặp hết những chuyện này tới chuyện kia, chứ không phải rằng là người ta có những cái phương tiện mà cũng dễ dàng hơn chúng ta đâu. Vâng, và thưa quý vị, người nam ca sĩ mà chúng tôi sắp giới thiệu đến quý vị có lẽ cũng là một thần đồng. Có anh bị tát hay không thì Duyên không được biết. Có thể là sau này vợ tát thôi chứ bố không tát. Thành kiểu ra tai tốt lắm. Thưa quý vị, vì anh cũng đi hát từ năm 4 tuổi và anh cũng là một cái nguồn lợi tức lớn trong gia đình của anh từ hồi nhỏ. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Suối Lệ Xanh qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Rớt trên môi em gầy, lệ buốt trong tim từng ngày, lệ nhớ đã buồn mong manh, khóc tình chưa xanh lên ngồi thần thánh, lệ rớt cho mây răng sầu, lệ khóc cho âm tình đau. Lệ suối phiến buồn xanh xao, dấu tình hư hao một sóng xô vào. Ôi tình hỡi đã chết theo nhau, đã tắt nghẹn ngào rồi. Ngày qua xót xa mặt xanh nhạt nhòa. Ôi tình hỡi đã chết thương đau, đã chết ngọt ngào rồi. Tình mê, tình không lối về, tình đã ê chề. Lệ rớt trên môi em gầy, lệ khóc cơn mê đọa đầy, lệ nhớ hỡi người yêu ơi, khóc tình xa xôi em không hờn dỗi. Lệ rớt môi em chưa hồng, lệ khóc chưa vơi mặn nồng, lệ hỡi suốt đời chia ly vũng sầu nghiêng đi, tình có vui gì. Ôi tình hỡi đã chết thương đau, đã chết ngọt ngào rồi. Tình mê, tình không lối về, tình đã ê chề. Lệ rớt trên môi em gầy, khóc cơn mê đọa đầy, lệ nhớ hỡi người yêu ơi, khóc tình xa xôi em không hờn dỗi. Lệ rớt môi em chưa hồng, lệ khóc chưa vơi mặn nồng, lệ hỡi suốt đời chia ly sầu nghiêng đi.
có vui gì. Lệ hai suốt đời chia ly, vũng sầu nghiêng đi, tình có cảm ơn quý vị. Thưa anh Phạm Mạnh Cương, em được biết trước đây anh là thầy giáo. Em muốn hỏi là thường thường quý vị biết là các nữ sinh mà ngồi ở dưới ghế nghe thầy giảng trên bục thì thường thường ưa có những cái mối tình tương tư. Vậy em muốn hỏi anh là có một cô nữ sinh nào thầm yêu trộm nhớ anh hay không? Và có thể vì một cái sự xúc động đó mà anh có sáng tác được một bài nào không? Câu hỏi đó thật sự cũng rất khó cho tôi trả lời. Không, tôi tưởng dễ chứ anh. Dạ. Là vì anh Phạm Mạnh Cương, tôi biết là anh ấy xui lắm, anh dạy toàn đàn ông không à? Anh ấy dạy trường Pretusky. Dạ. Chứ giá mà anh ấy dạy ở Gia Long hay Trưng Vương thì chắc là còn nhiều bài hay hơn phải không anh? Dạ. Vâng. Thế nhưng mà thưa anh, thì để anh trình bày cái quan niệm về xã hội đối với nhà mô phạm cái thời đó. Thời đó thì cái thành kiến xã hội đối với nhà giáo nó hơi khắc khe. Vâng. Chẳng hạn như là nhiều khi một ông thầy giáo mà đứng nói chuyện với một cô nữ sinh ngay trong sân trường hay là trước lớp học mà riêng biệt hai người á, thế là có thể qua ngày mai là có tiếng này tiếng nọ đồn những thầy giáo thế này thế nọ rồi, rất khó. Ủa vậy anh, vậy ví dụ như là một người nữ sinh mà muốn hỏi thầy về bài vở hay là muốn hỏi thăm thầy cũng không được hay sao? Không được đứng lại nói chuyện sao? Vâng, cái đó thì cứ hỏi công khai ở trong lớp học thôi. À, vâng, ra khỏi lớp học á, thì là một vấn đề nó rất thành kiến. Nếu như vậy thì hoàn toàn khác ở bên Mỹ mà em đi học ở đại học đó, là muốn hỏi chuyện thầy lại phải vào phòng office riêng của thầy và vào cái giờ mà không có ai tới và đóng cửa lại mới ngồi hỏi bài. Tôi rất tiếc là tôi không được dạy ở bên Mỹ này cô. Là vì cái thời mà chúng tôi dạy học đó thì như anh Phạm Mạnh Cương của Minh Thư quả đúng như thế. Nhà giáo chúng tôi nó có những cái giới hạn, đôi khi nó bất thành văn. Nó vô hình, nó không thành luật. Nhưng mà tại vì xã hội thời đó chúng ta vẫn còn giữ cái câu gọi là tiên học lễ hậu học văn, thành thử ra cái lễ nghĩa nó vô cùng quan trọng. Như anh Phạm Mạnh Cương vừa nói là hoàn toàn là đúng sự thật. Thí dụ như là đứng nói chuyện riêng với nữ sinh, hay là ngay cả anh Phạm Mạnh Cương hay là một thầy giáo trẻ có một người yêu, dĩ nhiên là ông thầy cũng có quyền có người yêu, nhưng mà tại vì cái giới hạn của xã hội, bây giờ muốn dẫn đi cine hay là muốn đưa đi thăm sở thú vào công viên, và nhất là đi nhảy đầm chẳng hạn, thì rất là ngại, bởi vì gặp học trò thì rồi ngày hôm sau mình vào đó thì ở trên bảng sẽ có những cái hàng chữ họ viết tên, thí dụ như Phạm Mạnh Cương cộng với cô gì đó chẳng hạn, là cái chuyện nó xảy ra thường. Chưa kể có thể là ông hiệu trưởng lại lôi lên hỏi là hôm qua thầy đi chơi với ai mà để học trò nó bắt gặp. Thì coi cái việc mà mình đi với một người con gái, dù người đó có thể sẽ trở thành vợ của mình, đã là một cái chuyện mà xã hội người ta khắt khe, người ta không công nhận. Thành thử nhà giáo ngày cuối tuần nghỉ thì thường vẫn ở nhà hoặc là đến thăm bạn rồi đọc sách, đọc vở. Có phải thế không thưa anh? Vâng. Vâng, đúng như thế. Mà cái thế hệ của anh Phạm Mạnh Cương với thế hệ chúng tôi thì sự thực nhà giáo nó như vậy. Cũng chính vì vậy cho nên là trong cái lời nhạc của anh Phạm Mạnh Cương thì nó nhẹ nhàng và nó thanh thoát lắm. Nhưng mà thưa anh, nhân đó thì tôi xin hỏi thêm là cái việc mà anh sinh hoạt văn nghệ, việc mà anh xuất hiện trên truyền hình thường xuyên thì có trở ngại gì ở trong trường, có làm cho ban giám đốc nhà trường đặt vấn đề với anh không thưa anh? Dạ, thưa anh không. Bởi vì khi vào lớp thì tôi làm tròn bổn phận của một nhà giáo, tức là với cái tâm hồn cũng như với cái trí óc của một nhà mô phạm. Nhưng mà lúc hoạt động âm nhạc, nhất là trong sáng tác, thì tôi cũng phải hơi phóng túng cái tâm hồn của mình một chút, phải có một chút lãng mạn
thì nhạc mới có thể rung động được. Vâng, thưa anh, cái nhạc phẩm sắp tới mà chúng tôi gửi đến quý vị có tựa đề là Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, phải không anh? Dạ vâng. Hình như anh có một chút kỷ niệm vui vui về cái đó. Dạ, thưa anh Ngạn, về thưa cô Kỳ Duyên, cái bài đó là tôi làm ở Nha Trang vào năm 1962. Một buổi chiều tôi đi cùng ra nghỉ hè Nha Trang, lúc đó tôi còn độc thân, thì đi trên bãi biển thấy một cô gái rất đẹp, mặc đồ tắm. Mặc đồ tắm hai mảnh hay một mảnh anh? Không, nhưng mà lúc đó anh độc thân thì anh nhìn được. Dạ, mà lại buổi chiều vàng ở biển rất đẹp, mặt trời nó chiếu trên tóc cô ta, nó là một cái màu hồng vàng rất đẹp. Thì nhìn hình ảnh cô gái đó tôi lại nhớ tới một cuốn tiểu thuyết mà nó cũng nằm trong chương trình của tôi dạy học, là của Khải Hưng, là cuốn Trống Mái. Dạ vâng, Trống Mái. Dạ vâng, Trống Mái là dạ. Vội và Hiền đó, dạ, phải không anh? Vội và Hiền đó. Mối tình của một cô gái ở Thị Thành ra nghỉ hè tại một bãi biển. Vâng. Và yêu một anh chàng đánh cá. Vâng. Cái tình yêu ngắn ngủi nhưng mà rất nồng cháy đó. Ôi, em xin lỗi anh, khi mà anh nhớ tới cái chuyện đó thì anh có hình dung và nghĩ anh là anh gọi trong chuyện đó không? Để viết lên cái nhạc phẩm này. Dạ. Vội làm sao được cô? Vội, vội là một người nhà quê mà mập mạp mà, thì có thể là em của vội là vội thôi. Vâng, thưa dạ, quý vị. Rồi. Dạ. Và từ đó, từ câu chuyện đó thì tôi làm ra bài Tóc Em Chưa Nắng Hè. Dạ, trong vâng. đó có một câu là tóc em hồng vàng, biển chiều ru nắng, êm bước hoàng hôn. Dạ vâng. Thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm với những lời lãng mạn đó của Phạm Mạnh Cương qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Thank you.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Thưa anh Phạm Mạnh Cương, có một bản nhạc của anh mà tôi thấy có hai cái tựa là Tình Yêu Đã Mất. Dạ. Rồi anh lại mở ngoặc là Cho Nhau Lời Nguyện Cầu, phải không anh? Dạ vâng. Xin anh giải thích lý do anh. Dạ. Thưa, hồi đầu thì tôi đặt là Tình Yêu Đã Mất là cái tựa chính đó. Vâng. Nhưng mà một số anh em bạn nói thấy cái tựa đó nó buồn quá, Tình Yêu Đã Mất nó buồn quá, thì tôi mới làm thêm cái tựa là Cho Nhau Lời Nguyện Cầu. Tức là dù tình yêu đã mất nhưng mình vẫn nguyện cầu cái lứa đôi có thể sum họp lại với nhau. Vâng, thưa anh. Tức là nội dung nó vẫn chỉ là một bản tình ca. Dạ, vâng, bản có tình cái ca. Sự chia ly. Dạ vâng. Thưa anh, từ nãy đến giờ, từ đầu chương trình thì như là chúng tôi có thưa với quý vị là chương trình chúng tôi giới thiệu, chúng tôi trình làng ba nhạc sĩ là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, nhạc sĩ Lê Dinh và nhạc sĩ Trường Sa. Thì thưa anh, từ đầu chương trình đến bây giờ là chúng tôi và quý vị khán thính giả chắc chắn đã được nghe lại một số những bản nhạc thân quen của anh, cũng như là một số những sáng tác mà anh mới viết tại hải ngoại. Thì trước khi mà để kết thúc phần của anh để giới thiệu nhạc phẩm Tình Yêu Đã Mất, thì chúng tôi muốn là xin anh có đôi lời phát biểu cảm tưởng trong cái buổi họp mặt văn nghệ ngày hôm nay. Vâng. Trước hết tôi xin cảm ơn Trung tâm Thủy Nga đã dành một cái chương trình đặc biệt hôm nay để vinh danh ba anh em chúng tôi qua một số những nhạc phẩm mà quý vị đã có dịp thưởng thức cũng trong một thời gian cũng khá lâu, bao nhiêu năm nay. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Trung tâm Thủy Nga đã dành cho chúng tôi vinh dự đó. Và chúng tôi xin gửi lời kính chào thân ái đến tất cả quý khán thính giả bốn phương. Xin lỗi. Dạ, thưa anh cảm ơn Trung tâm Thúy Nga, anh cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi đã dành những cái thiện cảm cho những nhạc phẩm của anh là cái điều tự nhiên. Nhưng mà riêng Trung tâm Thúy Nga cũng phải cảm ơn anh. Như là chúng tôi thưa với quý vị ngay từ lúc ban đầu là cái vườn hoa văn nghệ của chúng ta đa dạng, vườn hoa văn nghệ của chúng ta phong phú là nhờ có nhiều nhạc sĩ đã sáng tác những bản nhạc dù thuộc nhiều thể loại khác nhau nhưng tất cả đều như những cánh hoa thật đẹp để góp nên một cái vườn hoa tươi đẹp cho văn nghệ Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn anh Phạm Mạnh Cương. Và để kết thúc phần đầu là phần của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, chúng tôi hân hạnh giới thiệu nhạc phẩm Tình Yêu Đã Mất với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hà. Thank you.
ai đã lạnh lùng, ai có giận hờn. Tình yêu mong manh tựa khói, tình yêu rơi như màu lá thu vàng ngập trên lối đi. Một người chợt thấy pháo vui nhuộm đường, mưa ướt ngoài trời, mưa ướt trong lòng. Còn đâu trăng thanh ngày đó, còn đâu đêm thơ mộng ấy. Bây giờ chỉ có xin chân thành cảm ơn quý vị.